Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Bây giờ thầy đến cùng đứng đã sai thầy và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu. Nhưng vì thầy nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song thầy nói thật với anh em, thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu thầy không ra đi, đứng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu thầy đi, thầy sẽ sai đứng ấy đến với anh em. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử. Về tội lỗi, vì chúng không tin vào Thầy; về sự công chính, vì Thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy Thầy nữa; về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước khi ra đi, Chúa Giêsu trút bầu tâm sự với các môn đệ. Mục đích là để an ủi các ông và củng cố niềm tin cho các ông. Chúa biết lòng các ông tràn ngập ưu phiền. Vì thế, người nói rằng, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Nếu thầy không ra đi, đứng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Và khi đứng bảo trợ đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi về sự công chính và về việc xét xử. Cộng đoàn thân mến, về tội lỗi đối với người Do Thái xưa đó là tội đã không tin vào Chúa Giêsu. Còn đối với chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đã tin Chúa nhưng nhiều khi chúng ta không sống xứng đáng là môn đệ của Chúa. Mỗi người đều có tội và thậm chí có nhiều tội nữa là đằng khác. Nhưng mà lắm khi tự mình không thấy tội của mình. Do đó, chúng ta cần phải có người nào đó vạch ra cho chúng ta thấy và người đó chính là Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta biết tội lỗi của mình. Còn về sự công chính, đối với người Do Thái, họ đã không nhìn nhận Chúa Giêsu là đứng công chính nên đã giết Ngài. Còn đối với chúng ta ngày hôm nay, nhiều khi chúng ta nhận định sai về Chúa, rồi chúng ta bóp méo hình ảnh của Chúa theo sở thích chủ quan của mình. Chúng ta đã dựng nên một Thiên Chúa theo cách mà chúng ta muốn. Còn về việc xét xử, ngày xưa thì Thượng hội đồng Do Thái đã xử án chết cho Chúa Giêsu và nhiều người Do Thái cũng cho rằng án ấy là đúng vì được sự bởi một cơ quan có thẩm quyền. Đây là một thứ sai lầm do dự án và do dư luận của con người đặt ra. Chúng ta ngày nay cũng vậy, thưa quý ông bài và anh chị em. Nhiều khi chúng ta cũng dựa vào dư luận để có thành kiến không đúng về một người khác. Chúng ta cũng dựa theo dư luận để kết án và giết chết người khác. Xin Chúa Thanh Thần soi sáng tâm hồn mỗi người chúng ta và đốt lửa yêu mến trong trái tim của chúng ta giúp chúng ta yêu mến chúa nhiều hơn và giúp chúng ta luôn trung thành với chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống amen